Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo cho mình nhé. Hôm nay rất là nhiều cái sự kiện này, ví dụ như Eye of Chao này, 124 được thêm khoảng 45 game, 1000 cái cục này nữa. Có nên đấy không nhờ? À đúng rồi, cái con lợn của mình nó đang rất là đầy rồi nhá. Có khi mình sẽ đập lợn ra. Nhờ, đây này, đập lợn thì sẽ được thêm 120 game nữa anh em ạ. Đập lợn thì rất là ngon luôn, nó sẽ đập lợn luôn. Giá có 99.000, khá là rẻ. Rồi mình sẽ đập con lợn này ra nhá, giá 99.000. Để tí nữa có tiền để mua thêm mấy luôn. Mua thêm thức ăn, dĩ nhiên rồi. Đây, đập lợn ra, ra game. Chúng ta sẽ cộng thêm 120 game nữa vào đây. Tên. Chúng ta sẽ có 120 game nhá. Ngon. Là 314 game tất cả rồi. Ô, mình có sự kiện xem coin nè. Mà không xem này, hôm nay quên mất không xem coin nè. Rồi chúng ta sẽ đi thu hoạch cái này luôn. Và tí nữa mình sẽ livestream từ 5 giờ đến 7 giờ trên Nemo TV nhá. Mình vừa mới tải được Identity 5 nữa. Chiều nay mình sẽ livestream cho anh em xem luôn. Một tựa game rất là giống với Tom Jerry, cũng là sẽ đi bắt nhưng mà nó kinh dị hơn một tí phải. Và 3D nữa, đẹp nữa. Một tựa game sẽ đi bắt và xong đi buộc nó vào một cái ghế các thứ. Giống cái Dead by Daylight anh em, không khác gì luôn. Coin không biết đã lấy đủ chưa, hình như lấy đủ rồi. Hơn 9 giờ hôm nay mình đã lấy một lần coin rồi. Và mình đang đợi đến 5 giờ để có thêm cái coin mới. Hiện tại là chưa có. Chưa có nha. Đây hòn đảo Pest đây. Hòn đảo Pest và chúng ta sẽ đang đi con nào đây? Con VR đúng không? Với đợi hiện tại hết sạch coin rồi. Phải đợi đến 5 giờ cơ thì chúng ta mới có thêm coin để đi con này. Ok, và hy vọng là tí nữa sẽ có giảm giá. Giảm giá cái đảo kia. Pha giờ đây. Các kiểu có là điều. Đủ hết luôn anh em ạ. Pha giờ đây không biết là cái món quà trong đấy nó sẽ là cái gì. À đúng rồi. Hôm nay mình vừa mới cho cái con rồng tăng dragon ấy lên cấp ấy. Đây này. Tăng dragon. Đây. Tăng dragon lên cấp. Con này khá là đẹp và mình đã cho nó lên nếu anh em nào lên xem livestream thì có biết là mình đã test con này rồi. Và mình đặt tên nó là chiến hạm xe tăng nha. Thì anh em nào có tên nào hay ho hơn cái tên này có thể comment xuống dưới để mình đặt cho này trong tập sau nha anh em. Rồi, con này thì mình sẽ để tạm đây, mình sẽ mang đi để đi test cho anh em xem luôn đi. Những anh em chưa xem livestream có thể là chưa biết con này là như thế nào. Con tăng này cũng hơi khó. Từ sẽ test sau vậy. Có quét không? Hiện tại có quest, có food quest này. Cái major coin thì vẫn sẽ còn này. Và xem quảng cáo nữa cơ. Ở đây thì mình sẽ lấy ra con nào nhỉ? Con nào chưa luyện nhỉ? À đúng rồi, cái con Skull. Kratos level 20 với 4 sao đây. Con này sáng nay vừa mua một cái thời trang cho nó giá 60 game. Cũng rất đẹp luôn đấy. Đấy. Mắc chất luôn. Bây giờ mình phải tấn công rất là thoải mái và có thể luyện cho nó lên level, luyện sao các kiểu lên luôn này. Còn chỉ còn thiếu thức ăn thôi. Có thức ăn cái là mình sẽ up nó lên luôn, ngay và luôn này. Frosty 5370. 5370 xong. Frosty Dragon cũng đai. Food Quest, Sunset các kiểu. Bên này Sunset thì chưa được tại vì đang thiếu thức ăn. 300.000 này là chúng ta sẽ mua được khoảng là 13 m phút nhá. Và có thể cho một con rồng lên cấp cao được ấy, cho Abyss hoặc là cái gì đó lên cấp cũng được. Đúng rồi, tiễn đặt tên cho con Kratos nhỉ. Mình quên mất là rất nhiều anh em muốn đặt tên cho con đấy. Và mình đã bảo là sáng nay ấy, anh em đặt tên cho con này là gì thì hãy comment xuống phía dưới. Thì mình đang tìm xem cái tên nào đó hay ho để mình đặt tên cho nó đây. Kratos Dragon. Mình đang xem là có không. Từ nhà sáng nay đây. Đây. Sáng nay dùng 1500 game để nâng cấp cho con Kratos này lên 4 sao. Để xem nó có tên là hay. Cái gì ạ? Bộ giáp kim cương à? Bộ giáp kim cương. Được 1 like. Đặt tên là siêu việt thần long 4 like này. Mình xem có nhiều cái nào nhiều like hoặc là tên nào hay một tí. Anh cho Kratos đi học skill đi anh, của bạn núi DMX đây. Cho nó học chiêu hệ pua đi anh. Ok, thì mình sẽ cho đi học sau. Binh thần kim cương à? Thần binh nhá. Bạn huy võ này.
Mình sẽ đặt tên nó là thần binh kim cương nhá. Có vẻ ngon đấy, được đấy. Binh thần kim cương nghe có vẻ là hơi 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 gọi là hơi hơi ấy một chút. Mình đặt tên cho nó là thần binh kim cương có vẻ là ngon đấy anh ạ. Rồi mình sẽ đặt tên cho nó nhá. Mình sẽ vào trong cái này, mình sẽ tìm tới cái con Kratos lúc nãy. Kratos chứ. Đâu rồi, ở đích ra ngoài này. Tìm tới Kratos Dragon. Ôi, chính là con Kratos Dragon đấy anh em. Rồi rồi, nó wow, ra một cái đòn trưởng này. Ra đòn trưởng, mình sẽ là thần binh kim cương. Thần binh kim cương. Đấy, thần binh kim cương nha. Học skill à? Đúng rồi, có lẽ phải đi học skill đây anh em ơi. Hay là luyện tập cho nó ta? Cái mình cứ cho đi học skill đi, con này cũng rất là quan trọng đối với mình để mình có thể leo rank nhé các thứ. Bên nào ta? Đây đây đây, đây là cái nhà hào để học skill nha. Mình sẽ đi train nó luôn. Nó sẽ là con Kratos đấy, level 20 này. Và nó tận hai chiêu ấy cơ. Nó có Pulai cộng sẵn rồi này. Pulai cộng sẵn rồi. Con này nó có skill sẵn rồi mà anh em. Cần đấy thì phải đi học nữa, nó khỏe sẵn rồi. Bộ skill nó rất là ngon rồi chứ đúng không? Rồi ok, đi đổi off anh em ơi. Anh em đổi con gì nhỉ? Con gì nhỉ? Con Orb Vulcan à? Từ từ nha. Anh em đổi off không nhá? Đổi con gì nhỉ? Đổi con Heroic ấy. Con Heroic của mình là Oxen, Oxen. Đúng rồi, chính xác là Oxen. Đổi con Oxen với mình không? Với mình không? Ok, anh em đổi con Oxen với mình không đây? Chúng ta muốn đổi con đấy. Từ từ nhá, ấn nhầm đây là chúng ta sẽ mất game đấy nhá. Chắc chắn là nó sẽ mất game. Không có ai đổi rồi. Hình như là không ai muốn đổi con đấy với mình anh em ạ. Tại vì không ai có lẽ là như vậy. Theo như mình nghĩ là nó sẽ không ai có con đấy. Thế nhờ, thế mới điên chứ. Bây giờ làm nào đây? Chúng ta sẽ ấn cái này à? Grow Foods à? Các kiểu à? Ừ. Chúng ta đang suy nghĩ một tí là xem nên đánh theo kiểu gì bây giờ. Xem nào. Bên này là store này. Chúng ta phải up được luôn con này rồi. Chắc chắn phải ấm up con Sally rồi. Rồi mình sẽ chuyển qua Louis Butter nhá. Với Master Arena. Tiện ra sẽ đánh luôn cả hai cái này nhá. Louis Butter trước. Chúng ta sẽ có đủ 3 trận đánh trong này. Một bạn bảo là anh bỏ con này đi thì nhưng mà nó không hệ vô cực. Cho cái con High Snow vào thì nó không hệ vô cực em ơi. Cho đi vào thì nó hơi phí. Mà con này level 35 nó khỏe như thế này. Bây giờ bỏ đi đâu? Không bỏ được ấy chứ đúng không? Melee Dragon và chúng ta sẽ có Primer 52.000 máu này. Cái này sẽ 19k. Tấn công 50.000 máu. Rất khỏe. Con này gần đai rồi. Tôi cầm hệ chiến binh và trong này thì đích có hệ chiến binh rồi. Đen đủ rồi. Con này 3 sao level 40 ạ. Ui, dã man. Nó khỏe lắm đấy. 3 sao. Kinh đấy, kinh đấy, kinh đấy. Tấn công phát này. 72k máu. Chết rồi, đáng lẽ mình nhầm. Đáng lẽ mình phải để con này lại để đánh nhau với con Mega Rayquaza bên này. Quên đấy, quên mất. Cái này mình chắc chắn sẽ die rồi. Sẽ để cho Mega Rayquaza phát cuối đi. Nó khả năng hồi sinh được nữa thì nó hay hơn anh em ạ. Chuẩn chuẩn chuẩn. Cái này sẽ chuẩn hơn đấy. Mình sẽ cho cái này xuống một tí. Cho cái bát này nó xuống một tí. Bát hình con chó con trông khá là đẹp. Khá là dễ thương anh em ạ. Nó đỡ to quá. Bây giờ mình cứ dùng cái chiêu là mạnh nhất của mình thôi. Mạnh nhất của chúng ta sẽ là 2.000 đam này. Thoải mái đi. Thoải mái đánh luôn đi. Chiến luận. Xong rồi, chúng ta sẽ phải hồi sinh bằng một game cho nhanh. Đỡ cần phải xem quảng cáo nhiều cho lâu ấy. Thì chúng ta vẫn chiến thắng lần sau phải để ý nhá. Để ý kỹ cái đánh đấy. Claim này, thêm 7 trang thức ăn nữa. Bên này thì chúng ta sẽ đánh nhau với con gì đây? Pegaso Dragon à. Chúng ta sẽ swap sang con này. Nó có hệ pua sẵn sàng đây rồi. Rất nhanh thôi. Cực kỳ nhanh rồi. Pua Dragon à, pua cộng này, 42.000 máu. Con này sẽ là Bonzo Dragon. Mình sẽ swap sang thôi nhỉ. Có Primer sẵn sàng đấy. Chiến thôi. 50.000 máu à. Rồi ok, tấn công. Đấy. Nó còn một con nữa. Xong rồi. Đáng lẽ phải để Mega Rayquaza lại chứ nhỉ. Không sao, con này hai con solo nhau cũng được. Hơi nhầm rồi, lại hơi nhầm lẫn rồi.
hơi nhầm lẫn một tí rồi. Bây giờ sao mà trụ được hai đòn? À trụ được anh em ạ, chúng ta sẽ trụ được hai đòn con này. Ô không, không được, nó bị khắc hệ. Lại mất thêm một game nữa. Cái thật, tính toán nhầm lại mất thêm một game nữa. Bó tay chấm com luôn. Chúng ta kiếm thêm được khoảng là 700 thức ăn này. Và tiếp tục đánh sang bên này. Còn một trận nữa cơ mà, đúng không? Là sẽ có những hệ nào, có hệ pua là con này này. Đầu tiên thì đánh trước đã, tính sau. Không có hệ chiến binh nhỉ. Cái điểm yếu của cái team này là sẽ không có hệ chiến binh nha. Rất là yếu. Pua cộng anh em, tấn công. Tấn công nó luôn. Đấy. Skipper Dragon với 61k máu à. Chúng ta sẽ đổi sang con bất kỳ. Con này cũng không có hệ kia. Có Primer thì để dành con đấy nhá. Để dành con trâu nhá. Chúng ta cứ để dành con trâu ở trong này là được rồi. Magma Storm này 22.000 máu. Skipper Dragon mình sẽ đổi sang. Không được. Để con này đánh trước đi. Con trâu để nó hạ xong. Con Ferrer kia là xong. Đơn giản thôi mà. Không có gì là khó cả. Anh em cứ bình tĩnh. Rồi. Chúng ta sẽ chiến ngay bây giờ ở đây. Đó. Con này thì sẽ sợ hệ vô cực thôi. Chắc chắn luôn. Chắc chắn với anh em 100% luôn là như vậy. Ok. Chúng ta sẽ chiến đấu với nó luôn đã. Từ từ. Aurora Borealis này. Đấy. Tấn công anh em. Chúng ta sẽ được thêm 700 thức ăn nữa. Sắp xong rồi. Từ từ nhé. Ok. Và chúng ta sẽ tấn công bên này luôn. Ô không đủ rồi anh em ạ. 5 giờ 58 phút nữa thì chúng ta mới hoàn tất được cái này cả. Lâu vậy nhỉ. Làm sao mà tôi có thể đợi đây. 5 giờ hơn 5 giờ nữa. Thì mình có sẽ có một số trận ở trong cái phần Arena Battle. Chỉ đánh luôn Arena Battle luôn nhé. Rồi ok. Chúng ta sẽ tấn công bị trừ mất 12 này. Có Onslaught này. Có Pungen này. Có Boulder này. Tôi cần một trận thắng nữa thì sẽ là gọi là được cái hòm anh em ạ. Mình sẽ để con này ở đây. Và dùng con nào đây. Dùng con Pungen à. Pungen thì nó sẽ là hệ Pua. Hệ Pua thì cứ dùng Primer mà đánh thôi. Bỏ này lên trước. Từ từ. Nhầm, phải để con Hoàng Vũ Long lên trước này. Đấy. Bây giờ con Pungen này, con sau thì cần phải con chiến binh à. Chiến binh có ngay Kim Cương. Rồi Kim Cương và Onslaught Dragon thì cần con Kitsune Dragon thôi là xong. Chiến thôi anh em. Có một con 40 2 sao thì nó khá là khỏe bên này thôi. Cũng vào cũng không có gì cả. Chúng ta sẽ có thể chiến đấu được. Ai chà. Ui, khỏe ghê ra nhờ. Khỏe thế nhờ. Có chơi phết đấy, không phải đùa đâu nha. Rồi chúng ta sẽ chuyển cho con này. Con này là trâu ghê thôi. Con Dragon Moda này. Chưa chắc là mình đã ăn được đâu. Chúng ta cần phải chiến binh em ạ. Một trong hai con này phải hy sinh. Chúng ta sẽ hy sinh con này thôi. Chưa chắc đánh được luôn đấy. Đấy. Chúng ta sẽ tấn công phát nào đây. Mình sẽ đổi sang con Andre Metida các kiểu. Ui, muốn hít chết luôn anh em ạ. Khủng khiếp phết nhở. Kinh khủng ghê ta. Chúng ta sẽ được thêm một cái điểm nữa bên này. Đó chính là 20 trên 20 rồi. Ngon. Và mình sẽ mở được bên này ra. Đấy. Chúng ta sẽ có Kitsune này. Có Snapper này. Có Cosmo Dragon này. Đủ hết luôn này. Rồi chúng ta đã đủ cái off đây rồi. Cái điểm này thì tiếp mình đánh. Mình live stream mình đánh đi anh em. Hợp lý hơn không? Chuẩn đấy. Và rồi thì chúng ta sẽ kêu mê nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Dragon City. Xin chào gặp lại. Bye bye.